khảo sát của Vietnam World về ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam, trong 3 năm qua, số lượng công việc ngành công nghệ thông tin đã tăng trung bình 47% trên một năm. Tuy nhiên, số lượng nhân sự ngành này lại chỉ tăng ở mức trung bình 8%, dẫn đến việc thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực trong lĩnh vực này. Nguyên nhân chính được đưa ra là do số lượng doanh nghiệp tuyển dụng trong ngành công nghệ thông tin đã tăng 69% từ năm 2012. Đặc biệt, số lượng công ty phần mềm đã tăng đến 124% chỉ trong vòng 4 năm. Khảo sát cũng cho thấy, nếu cứ tiếp tục tăng trưởng nhân lực công nghệ thông tin ở mức 8% như hiện nay, Việt Nam sẽ thiếu hụt khoảng 78.000 nhân lực công nghệ thông tin mỗi năm và đến năm 2020 sẽ thiếu hơn 500.000 nhân lực công nghệ thông tin. Theo ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT cho biết, riêng VNPT trong lộ trình đến năm 2020 sẽ cần tới 10.000 nhân lực làm công nghệ thông tin cho mảng này. Còn về tổng thể, cả nền kinh tế đến năm 2020 sẽ cần khoảng 1 triệu nhân lực làm cho ngành công nghệ thông tin. Đại học Bách Khoa, cái nôi đào tạo nhân lực công nghệ thông tin được các doanh nghiệp trải thảm đỏ. Nhưng mỗi năm, năng lực đào tạo cung cấp cho thị trường chỉ khoảng 500 người. Không chỉ VNPT, FPT, Viettel, các doanh nghiệp khác thực sự đang khát nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao. Còn ông Trần Xuân Khôi, Giám đốc phát triển nguồn lực của FPT Software cho hay, trong thời gian từ nay đến năm 2020, dự kiến mỗi năm FPT Software sẽ phải tuyển hơn 10.000 nhân viên. Không chỉ doanh nghiệp Việt Nam khát nhân lực về công nghệ thông tin, Nhật Bản cũng là nước đang muốn tuyển dụng nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam. Ông Nguyễn Đoàn Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Hợp tác Công nghệ Thông tin Việt Nam-Nhật Bản VJC cho biết, trong vòng 4 năm tới, Nhật Bản có nhu cầu tuyển 30.000 kỹ sư công nghệ thông tin người nước ngoài, chủ yếu là Ấn Độ và Việt Nam làm việc tại Nhật. Hàng năm, có khoảng 30 lượt công ty công nghệ thông tin Nhật sang tuyển dụng trực tiếp các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và làm các thủ tục để họ sang Nhật làm việc ngay sau khi nhận bằng. Tuy nhiên, một thực tế là sinh viên ngành công nghệ thông tin tốt nghiệp ra trường thường không đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp công nghệ thông tin. Thống kê của Viện Chiến lược Công nghệ Thông tin cho thấy, hiện nay 72% sinh viên ngành công nghệ thông tin không có kinh nghiệm thực hành, 42% thiếu kỹ năng làm việc nhóm, 100% không biết lĩnh vực hành nghề. Điều đó khiến tình trạng khan hiếm nhân lực vốn đã thiếu người lại càng thiếu hơn bởi phải dành nhiều nguồn lực để chọn lọc hoặc đào tạo lại. Cụ thể, dự tính nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp từ nay đến năm 2020 là khoảng 400.000 người, trong khi toàn bộ hệ thống cung cấp nhân lực về công nghệ thông tin trên cả nước chỉ có khả năng đáp ứng quá nửa con số ấy. Sự thiếu hụt nhân sự không chỉ khiến doanh nghiệp loay hoay trong việc triển khai phát triển, mà còn dẫn tới tình trạng bất ổn định trên thị trường lao động bởi sự giành giật nhân sự một cách âm thầm giữa các doanh nghiệp. Sự bất ổn định đó, nếu tiếp tục không được xử lý ổn thỏa, có thể tiếp tục làm tăng giá nhân công lao động, giảm năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của ngành với các nhà đầu tư. Theo ý kiến của nhiều doanh nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin, khoảng cách giữa đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng, kể cả trường trung cấp so với thực tế nhu cầu sử dụng nhân lực ngành công nghệ thông tin tại doanh nghiệp là quá xa. Đa số sinh viên sau khi tốt nghiệp chưa giỏi kiến thức, kỹ năng và ngoại ngữ. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, để có được đầu ra đáp ứng nhu cầu, doanh nghiệp phải tham gia hỗ trợ huấn luyện chuyên môn và kỹ năng nghề. Được biết, đã có một vài hợp đồng được ký kết theo dạng doanh nghiệp và các trường đại học cao đẳng đào tạo ngành công nghệ thông tin về gắn kết trực tiếp đào tạo. Tuy có thể số lượng nhân sự được đào tạo theo dạng hợp đồng này chưa nhiều, nhưng đó cũng là khởi đầu của một mô hình mới. Các doanh nghiệp cần làm tốt việc thông tin với cơ quan quản lý nhà nước và phối hợp với đơn vị dự báo nhu cầu nhân lực thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động theo cơ cấu ngành nghề, số lượng lao động ngắn hạn và trung hạn. Doanh nghiệp cũng cần chú trọng xây dựng kế hoạch nhân lực trung hạn, dài hạn, cơ cấu ngành nghề, quy mô, chất lượng và thông tin về nhu cầu xã hội, xây dựng những chính sách về tiền lương và khen thưởng, thu hút phù hợp với thực tế đời sống xã hội và giá trị sức lao động. 17 năm hoạt động, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực phần mềm cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin, NIIT ICT Hà Nội đang là địa chỉ tin cậy của các doanh nghiệp phần mềm. Tại đây, các doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự đã tham gia vào đào tạo và chọn lọc các ứng viên, học viên được làm các dự án thực tế và được trải nghiệm không gian làm việc của doanh nghiệp qua các buổi tham quan, thực tập tại chính doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, việc học tập theo chương trình bản quyền của Học viện Quốc gia Đào tạo Công nghệ Thông tin NIIT Ấn Độ cũng mang lại những tích cực cho học viên. Bởi học viên được học những công nghệ mới, bắt kịp xu thế công nghệ. Hơn nữa, chương trình đào tạo tập trung vào chuyên ngành đã giúp học viên có một hệ thống kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Kết quả của việc hợp tác như thế đã mang lại kết quả khi có đến 90% học viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp tại các đối tác như Ominex, FPT Software, CMC Software, Tinh Vân Software. Với mô hình này, NIIT ICT Hà Nội dự kiến đến năm 2025 có thể cung ứng tới 10.000 nhân sự cho các doanh nghiệp phần mềm với các vị trí về Java, PHP, Testing, Android. Năm 2019, NIIT ICT Hà Nội tuyển sinh 1.000 chỉ tiêu cho các ngành học lập trình. Thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển qua website www.niithanoi.edu.vn.